Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Ưu điểm của em thì là người vui vẻ, hòa đồng ạ. Khuyết điểm của em thì cái vẻ bề ngoài của em thì cái người mà lần đầu tiên gặp á, thì thấy sẽ nhận xét em là khó gần, dễ lạnh lùng. Dạ. Không có đâu, chị thấy rất là dễ gần luôn á. Dạ, nhưng mà thực tế thì khi mà tiếp xúc với em rồi thì em rất là thân thiện, đôi khi là kiểu như là lầy á, lầy, lầy. Dạ, lầy lội. Rồi bạn trai ơi, anh Hưởng ơi. Dạ. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ. Nhược điểm của em là ngày chủ nhật thì được nghỉ, thì hay thích ngủ nướng ạ. À, vậy khuyết điểm gì? Tôi không nghỉ tôi còn ngủ được nữa chi. Đó, sáng nay anh Linh ngủ đó. Anh cũng nướng. Dạ, ghê. Mà cái lẹt là... rồi anh mới đi đó. Em cũng hay suy nghĩ nhiều. Ai cũng suy nghĩ nhiều, cái đó không phải là khuyết điểm đâu. Em có mấy mối tình rồi Hưởng? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi. Dạ. Mối thứ nhất là thời học sinh ấy. Học sinh đang rồi cho qua. Mối mới đây nè. Lúc đó là em đi làm bên Singapore ấy, thì quê em thì cũng là quen xa đấy. Làm ở Singapore hả? Dạ, em làm cũng được 5 năm ạ. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm bên công ty du lịch ở bên Singapore đó. À, đi du lịch động. Dạ, ở xa thì chỉ có nói chuyện qua điện thoại, Zalo, rồi sau đó thì về đây thì bạn gái không chờ được, bạn gái đi lấy chồng ấy. Đúng rồi, sao chờ được, tuổi thanh xuân con gái nó qua nhanh lắm. Thế chào cô kia ở thành phố này, ở Long Xuyên cũng xa nha. Em có sợ yêu xa không? Thực ra em cũng không có ngại vấn đề này, chủ yếu là do bản thân hai người thôi ạ. Đã yêu xa bao giờ chưa? Có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Ôi rồi. Thực ra thì là cũng có một kìa, ông mối ông phóng qua liền kìa. Dạ, chưa yêu ai là phóng qua liền. Trời ơi, nhà Phật như người mẫu vậy mà. Xinh thiệt là xinh vậy chứ ai tin nổi không? Không có tin đâu. Cũng có vài người thích và muốn tiến tới cái mối quan hệ nghiêm túc ạ. Nhưng mà... có lẽ là họ nghĩ rằng là với cái ngoại hình khá là ưa nhìn của em thì họ nghĩ là em sẽ có những cái tiêu chuẩn cao hơn, hoặc là cần chân dài thì sẽ thích đại gia ấy. Cho nên là họ sẽ họ thấy họ phải đại gia. Dạ, họ lúc luôn. Dạ, họ tự ti. Trời đó tôi. Dạ. Bây giờ em gái thích một chàng trai thế nào? Cái mẫu bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em ạ. Từ em cao mét mấy nè? Dạ em cao 1m68. Đại gia cho em. Dạ em cao 1m72 ạ. Rồi tốt. Em 1m72 để tôi coi kiếm. Rồi. Chào cưng. Dạ em chào chị. Đâu, chị đang đi tìm đại gia cho chân dài đây. Yên tâm về chiều cao nha. Dạ. Còn gì nữa? Không hút thuốc. Em hút thuốc không cưng? Dạ em không hút thuốc. Ở Singapore 5 năm là không bao giờ hút thuốc. Đúng rồi. Yên tâm điều đó đi. Gì nữa? Không bị hói ạ. À yên tâm. Trời ơi tu tủa. Em biết tre nó làm sao không? Tre làm sao là tóc đây y chang vậy luôn á. Giờ trong cuộc sống hiện đại, đàn ông càng suy nghĩ càng giàu có là càng hói. Người ta đây cũng suy nghĩ như mà người ta không hói. Làm gì đàn gái hay không thích đàn trai hói hói. Kệ em. Tôi kỳ cái chữ hói lắm luôn á. Đó là quyền của mình mà. Dạ đúng rồi. Ta hói chứ đâu có làm đâu, đó là cái bệnh mà, bệnh rụng tóc thôi. Sao nè, sao nè. Nữa. Không ra trưởng ạ, độc lập về tài chính ạ. Em hai cái này sao em trả lời. Trời tôi trả lời luôn nè. Chắc chắn độc lập về tài chính rồi, đi Singapore 5 năm, về lái xe vừa là họ trợ lý bác sĩ nè ha, quản lý luôn cái phòng khám luôn. Có gia trưởng không? Gia trưởng chắc chắn, mặt hiền khô gia trưởng gì. Dạ em không phải gia trưởng. Không gia trưởng đúng mà không? Mà chỉ sợ vợ gia trưởng thôi chứ. Mấy cái tiêu chuẩn đó đàn trai đạt dư sức rồi đó. Còn em sao nè? Em cũng mong là mình gặp được một nữ mảnh ghép của cuộc đời mình. Và cũng mong bạn gái là thứ nhất là có ngoại hình là khoảng từ 1m55 trở lên, dễ nhìn cân đối. Yên tâm luôn. Và cái đặc biệt là cái tính cách, cái tâm hồn. Tâm hồn trẻ thơ. Cô giáo mà dạy học trò mà lại dạy thêm trẻ đặc biệt á. Dạ. Là em biết là người rất là cực kỳ em. Nhẫn nại, gọi là hiền á, tức là phải chịu đựng kinh chịu khủng đựng lắm đó mới dạy được á. À, anh ơi. em rất là thích trẻ nhỏ cho nên là tâm hồn và cái con người em cũng giống như là trẻ nhỏ, rất là đáng yêu và dễ thương á, anh yên tâm anh. Có nhỏ nhẹ không bé? À tùy lúc ạ. Vậy hả? Anh cũng thích trẻ nhỏ. Dạ. Anh thích trẻ nhỏ. Dạ vậy quá hợp ý tôi em. Tôi thấy hai người này tôi thấy được là hợp đó, được hợp lý đó. Bây giờ hỏi người thân đi. Đúng ha. Rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với chị gái và em gái và các bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Đâu bây giờ ai là đại diện nhà gái xin cho ý kiến rồi em. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nam bên đây và chào quý vị khán giả. Theo em nhận thấy là bạn nam bên này cũng cái nhìn đầu tiên cảm thấy là bạn ấy rất là thân thiện, dễ gần. Đến với chương trình hôm nay thì em rất là mong hai bạn sẽ dành cho nhau một cơ hội để
tìm tới được cái bến đậu bình yên cho đời mình. Còn em gái đâu? Em gái có thấy anh rể thấy ok không em? Em là em gì của Thanh? Dạ em họ ạ. Em họ hả? Dạ. Em có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Đấy, trời ơi rồi. Hôm nào ngồi ghế bên kia giùm tụi anh nha. Dạ, cảm ơn ạ. Anh ngồi bên này thì tôi chứ em cảm thấy là anh thân thiện, dễ gần. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội cho anh chị ạ. Dạ, em cảm rồi. Ơn ạ. Rồi. Cảm ơn em gái. Hưởng đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình em đi với chị gái ruột của em ạ, và anh rể và cháu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào chương trình, chào em gái. Chị nhận xét em gái bên này rất là dễ thương, rất là xinh, nói chung là nhìn rất là dễ gần gũi, thân thiện. Còn em trai của chị á, thì thật sự là sống rất là tình cảm, rất là hiền, trung thực. Em trai em quen cái gì thì quen, nhớ đừng có quên bấm nút nha. Bạn gái rất là xinh luôn, dễ thương chị lắm luôn á. Chị là thấy ok rồi đó. Rồi cảm ơn rồi. Chương trình. Cảm ơn chị gái nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Rồi cái gì đến nó sẽ đến. Mở rào. Bắt đầu đi Hưởng. Đứng lên đi, đứng lên đi cưng. Chào anh. Chào em. Đến với chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Đã, cảm ơn anh. Cảm ơn quà này em có thể đọc ở đó. Đến với chương trình thì lần đầu tiên gặp mặt thì em có món quà tặng anh. Cái cây này nó có tên là Hạnh Phúc ạ. Ý nghĩa của nó là nó sẽ giúp thanh lọc không khí, giảm stress, căng thẳng, và nó mang lại may mắn cho cái người mà sở hữu nó. Em muốn dành tặng rồi cho anh. Cảm ơn em. Yeah. Rồi em đọc đi, em đọc cái tâm nguyện của anh gửi trong đây nè. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến thủa bạc đầu còn thương. Và trên đây là tên, họ tên đầy đủ của anh, số điện thoại để liên lạc ạ. Rồi cảm ơn em. Yeah. Em hỏi trước nha. Dạ em xin mời em. Anh có ấn tượng gì về em ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là một người dễ thương, nhìn rất là hậu. Những gì mà anh mong đợi thì nó cũng phải đạt gần như là 99.9%. Wow. Hy vọng là chúng ta sẽ tạo cho nhau cơ hội. Anh đến với chương trình này là với một cái mong muốn là mình phải nghiêm túc, chân thành và xác định đã đi đến một kết quả bền lâu. Anh có cái khuôn mặt rất là dễ nhìn ạ. À. Cảm ơn em. Rất là tươi, và cái giọng nói thì qua giọng nói thì cũng thể hiện thấy rằng là anh cũng là khá là hiền ạ. Một câu hỏi nữa là, tức là cái chuyện tình cảm của em nó không được suôn sẻ lắm á, thì không biết là anh có thể kiên nhẫn và bao dung hơn với em được không? Có thể nếu như mà mình xác định mối quan hệ lâu dài á, thì có thể là mình sẽ có những lúc em bướng bỉnh, hoặc là chưa kiểu tin tưởng về mình sẽ có những cái điều may mắn đến với mình á. Thì anh, em hy vọng là anh có thể kiên nhẫn hơn với em được không? Ở nơi nào có tình yêu thì nơi đó có hạnh phúc. Anh gặp em, anh quý mến em, em tạo cho anh sự thân thiện, anh sẽ vượt qua tất cả để đến bên em. Dạ, cảm ơn anh. Anh còn muốn hỏi em gì nữa không? Yêu xa, hỏi đi, hỏi vấn đề yêu xa đi. Thì anh đã xác định đến với em rồi thì anh có thể là sắp xếp lại mọi thứ, sắp xếp vì em. Dạ. Đấy, dồi ôi, chết mất. Người ta bảo là đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, dạ, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Dạ. Thì anh đến với em thì anh không có quản đường xá xa xôi, dạ, hay bất cứ một cái trở ngại gì. Quan trọng nhất là cái tình cảm của em dành cho anh, cái sự chân thành, và em hết lòng yêu thương anh. Thì anh cũng đáp ứng lại điều đó thì anh sẽ vượt qua tất cả để đến với em. Hay quá. Vậy là Long Xuyên cái thành phố Hồ Chí Minh không là gì cả. Không là gì luôn. Em tới Hưởng bước tới nắm tay Thanh ha. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh xin phép có thể là nắm tay em được. Nắm hai tay nha. Đến với chương trình hôm nay thì anh xin hát tặng quý vị khán giả trường coi bên nhà gái, và đặc biệt bài hát này anh xin dành tặng cho em. Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Mắt của Thanh nghe đó, nhìn thẳng vào mắt Thanh. Nằm ghe sóng vô từng lớp xa,
bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Không gian em nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Xin hết ạ. Ngọt ngào quá. Quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Oh. Đẹp, rất đẹp. Bên nhà trai bấm sớm hơn bên nhà gái một nhịp. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Anh xin phép được nắm tay. Đó, tay trong tay. Long Xuyên, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Lâm Đồng không quan trọng nữa rồi. Rồi, hôn em luôn đi. Dạ, con xin được phép hôn em. Anh xin phép em được không? Dạ, được. Ngọt ngào lắm quý vị.